Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay theo cổ bạn Thanh Điền Lý, bạn Phong Hoàng, bạn Đinh Hoàng Dương, bạn Trân Phan cùng với bạn Windy và bạn Phúc Khang Mini Quốc, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Erlen ở trong mùa giải ES1 2023 này nhé. Một vị tướng đấu sĩ cũng rất là mạnh ở trong Liên Quân. Nếu mà khẳng định về mặt sát thương thì mình có thể khẳng định 100% rằng Erlen là vị tướng đấu sĩ có lượng sát thương nhiều nhất Liên Quân. Và thậm chí ở giai đoạn cuối trận thì Erlen có khả năng là sốc một combo thôi. Nếu anh em full đồ thì chỉ cần một chiêu một của Erlen, Skirt cũng có thể bay màu. Một cái ngưỡng sát thương cũng rất là khỏe, bởi vì Erlen của chúng ta là một vị tướng đấu sĩ có thể gây được 3 loại sát thương. Và đặc biệt ở đây đó chính là cả 3 loại sát thương đều có thể gây được tỷ lệ chí mạng. Đó một cái vị tướng siêu đặc biệt nha anh em. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khai thác cái thế mạnh này để khiến cho vị tướng Erlen có thể đánh được ở rank cao thủ. Và ở đây thì chúng ta sẽ một cái pha ganh vào vị tướng Natalia. Natalia bây giờ cũng phải sử dụng cái tia sáng tử vong để bắp thêm một lớp giáp. Nhưng cái lớp giáp này là không đủ để khiến cho Natalia có thể outplay. Và bây giờ mình còn tốc biến nha anh em ơi. Rồi tốc biến ngược và sau đó bắt được vị tướng Ryoma. Hai mạng dành cho mình ở giai đoạn đầu trận. Nói có sách, mách có chứng thì hôm nay mình sẽ đấu với hai bạn, đó chính là bạn 93 Nghĩa và bạn Phát Xin Lỗi. Hai bạn này thì rank cũng rất là cao nha anh em. Đó một bạn thì 41 sao, một bạn thì 36 sao. Cũng gọi là chỉ còn 9 sao nữa nhỉ, là một bạn sẽ lên chiến tướng. Thế nên nếu mà tính ra nha, cộng bạn Nghĩa vào, cộng bạn Phát, cộng cả mình. Mình thì mùa này cũng ít chơi, mình nhớ không nhầm là mức rank bây giờ của mình chỉ có mười mấy sao mà thôi. Đó nhưng mà không sao, nếu mà cộng và chia trung bình ra thì tương đương nha. Đối thủ của chúng ta và đồng đội của team chúng ta trong trận đấu này thì sẽ đâu đó khoảng tầm 30-35 sao. Một mức sao chắc là cũng có thể chấp nhận được, gọi là rank cao. Đó và hôm nay thì chúng ta chơi lên ở rank cao thì chúng ta sẽ chơi như thế nào? Đó và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một lối trang bị mới dành cho vị tướng Erlen. Lối trang bị này và bảng ngọc này thì có lẽ là nó cũng sẽ hơi lạ một tí. Nhưng mà anh em cứ yên tâm về cái độ uy tín, mình cũng đã test trước cho anh em mấy trận ở rank này rồi. Thế nên là anh em hoàn toàn thể áp dụng được ở trong rank. Với bảng ngọc thì chúng ta sẽ thay đổi một xíu nha anh em. Ngày trước thì chúng ta hay chơi ngọc sát thương chí mạng, còn bây giờ chúng ta chơi ngọc tỷ lệ chí mạng 1,6%. Tại vì sao mà ở đây chúng ta lại không chơi được ngọc sát thương? Tại vì anh em biết rồi, ở tầm những cái rank như thế này, đặc biệt là những cái rank gần chiến tướng. Rồi ở đây đã một cái pha núp bụi từ anh bạn Ryoma và thêm một cái băng xương rất là chính xác và thêm cả vị tướng Veret. Khả năng pha này là chúng ta cũng khá là khó chạy rồi. Quay trở lại cân thì có lẽ là phương án không hợp lý lắm. Quay trở lại vấn đề bảng ngọc thì cái tốc độ chơi ở rank cao nếu anh em để ý nha, thì người ta đánh rất là nhanh. Gần như là trong khoảng 10 phút đầu đến khoảng 7 phút đầu thôi là cái thế trận sẽ được sắp đặt. Gần như là cân bằng giữa hai team, hoặc cũng có thể là một team rất là xanh và một team rất là thọt. Đó và đặc biệt với vị tướng Erlen, một vị tướng mà chúng ta cần rất là nhiều build đồ chí mạng để có thể lết cho vị tướng Erlen. Nếu mà anh em đánh ở rank cao thì theo cá nhân mình nó sẽ không hợp lý cho lắm. Bởi vì thứ nhất lết lâu, team chúng ta không combat sớm được, thì nó sẽ khiến cho cái thế trận của team chúng ta trở nên rất là yếu. Cho nên trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không cần sát thương chí mạng nữa, mà thay vào đó là tỷ lệ để giúp cho vị tướng Erlen có thể khỏe sớm ở giai đoạn đầu trận, đi ganh sớm và tạo áp lực sớm để cho phù hợp với cái nhịp đánh ở những cái bậc rank cao. Nó theo cá nhân mình thì sẽ là ổn, mặc dù mất đi một tí cái lượng người ta gọi là sát thương chí mạng thôi. Có nghĩa là về lết chúng ta không thể gây được nhiều, nhưng về tỷ lệ chí mạng mình có thể đảm bảo với anh em 100% là Erlen có thể đạt ngưỡng. Có nghĩa là gần như phát nào anh em cũng có thể ra chí mạng. Chúng ta sẽ bắp chí mạng từ tỷ lệ chí mạng 1,8%. Còn đến từ trang bị đó chính là thánh kiếm, song đao, vuốt hung tàn và cộng thêm bảng ngọc bí quyết. Đó lết thì không 100% chẳng phải đến 99%. Gần như là chúng ta sẽ rất là bá ở tầm giai đoạn khi chúng ta có đồ. Chính xác là sau khi chúng ta có xong hai slot đó chính là thánh kiếm và vuốt hung tàn. Chỉ cần thế thôi là chúng ta đã có thể gánh team. Anh em nhìn trên clip nha, thì gần như là ở tầm giai đoạn mới có phút thứ 7 thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ chí mạng mình gây ra nó rất là đều. Đó khiến cho cái việc chơi của mình, hay chính xác là việc đi đầu ganh, việc đi ganh, nó không bao giờ gặp cái tình trạng thiếu sát thương. Ở đây đây có Nata nha anh em nha. Chiêu cuối trước này, chiêu 2 khóa chân và sau đó nằm gỏi Nata rất là nhanh. Đó rất là dễ khi chúng ta có những cái lần tỷ lệ chí mạng. Gần như là muốn combo thì không bao giờ phải đắn đo. Ngày trước thì bảo là không có tỷ lệ chí mạng thì làm thế nào để ăn được. Đó chúng ta lại rút về farm. Nhưng bây giờ cứ gặp là chiến và cứ gặp là chúng ta đánh. Rất là khỏe nha anh em nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cách combo của vị tướng Erlen. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói sơ qua một tí về nội tại. Nội tại của Erlen thì thực sự với anh em nó rất là dài. Nhưng ở đây thì mình cũng sẽ vắn tắt lại, anh em chỉ cần hiểu đơn giản là mỗi khi anh em chém thường, nó thì sẽ giúp cho Erlen có thể gây được 3 loại sát thương. Là cái thứ nhất,
và thứ hai là có thể hồi máu cho vị tướng Ngơ lên. Ở đây thì mình cũng sẽ dình một tí, đợi Yayate đi gần ra đây, chúng ta chói chân chém thường 3 lần chiêu 1, tiếp tục một lần chói chân và thêm cái kiếm đất sét ăn trọn mạng của vị tướng Hayate. Rồi chắc có lẽ là chúng ta không chạy nữa rồi. Y dính một cái lần choáng vụ nổ thấy không và thêm một cái câm lặng của vị tướng Alice, rất là khó chịu. Tiếp đến với chiêu 1 của vị tướng Ơ Lên thì chiêu thức này Ơ Lên sẽ có thể chém được liên tục sát thương. Và anh em lưu ý nha, cái quan trọng ở đây đó chính là nội tại. Anh em hãy cố làm sao chém được tích khoảng 3 lần nội tại hoặc 4 lần nội tại anh em kích hoạt chiêu 1. Nó thì nó sẽ là có lợi nhất cho vị tướng Ơ Lên. Nếu anh em mà mới chỉ có 2 điểm nội tại đến 1 điểm nội tại thì khi anh em kích hoạt chiêu 1 Ơ Lên sẽ không được chém hết. Đó, tại vì khi chúng ta chém hết thì chắc chắn là sát thương nó sẽ nhiều hơn là khi chúng ta chém không đủ điểm nội tại. Còn đến với chiêu 2 của vị tướng Ngơ lên thì chiêu thức này có thể giúp cho vị tướng Ngơ lên trói chân được. Và chiêu này thì mình nghĩ là anh em cũng nên mắc hoặc lên đảo cũng được. Nhưng mà mình thường thường chơi mình cũng hay lên mắc cái chiêu 2 của vị tướng Ngơ lên để thời gian hồi được nhanh hơn và giúp cho những cái pha combo của vị tướng Ngơ lên được khỏe hơn. Nó quan trọng trong combo của Ngơ lên thì sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào chiêu 2. Và tí nữa thì mình cũng sẽ thí dụ cho anh em vì sao chiêu 2 loại là đáng sợ. Mặc dù không gây sát thương nhiều, nhưng luôn luôn tạo lên thương hiệu cho vị tướng Ngơ lên. Và đến chiêu cuối kiếm tất sát thì chiêu thức này nó sẽ bám vào tướng địch. Nó gây sát thương sau khoảng 2 giây khắc ấn, chính xác là vận công. Nó gây sát thương chuẩn nha anh em nha. Và nếu mà kẻ địch nào đứng càng đông thì sát thương Ngơ lên gây cho kẻ địch đấy nó sẽ trở lên càng nhiều. Và pha này thì có lẽ là một cái pha hơi hổ báo từ vị tướng Veret khi đối đầu với vị tướng Ngơ lên, một chất tướng khả năng cân ngược và outplay rất là tốt. Và có lẽ là chúng ta cũng sẽ lên bản đến số mà thôi. Khi cái pha vừa rồi là cũng không còn tốc biến thì mình có thể chạy. Kể ra có tốc biến thì mình hoàn toàn chạy được. Nhưng với một cái pha gò bó như thế ở một khoảng cách trụ rất là hẹp thì gần như cái việc chạy là việc không thể. Từ một bộ kỹ năng như vậy, ở đây chúng ta sẽ suy ra nối combo cho vị tướng Ngơ lên. Đó chính là khi anh em thấy tướng địch, chúng ta nên kích hoạt chiêu cuối trước. À, và một cái lưu ý nữa nha, cái chiêu cuối này thì nó lại hay có một cái là nếu anh em nào mà mới chơi liên quân ý, nó chưa chỉnh cài đặt thì mình nghĩ anh em nên chỉnh cài đặt là thiết lập khóa mục tiêu, thì dùng chiêu cuối nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều. Nó chứ còn nếu mà chúng ta để theo mặc định của máy nó tự đặt ý, thì nó sẽ rất là khó để chúng ta có thể định vị. Đó, và đầu tiên thì chúng ta dùng cái chiêu cuối này lên những cái kẻ địch mà anh em muốn bắt nha. Cái trận này mục tiêu mà mình hướng tới chắc chắn là vị tướng Hayate. Hayate theo mình à? Ok luôn nha. Đó, cứ theo Hayate mà bắt thôi. Tại vì chúng ta là một chất tướng sinh ra là để bắt chủ lực, rất là tốt. Hoặc là anh em có thể bắt vào những cái vị tướng nào cũng được. Nói chung là trong giao tranh tổng thì ưu tiên bắt những kẻ địch ít máu, phần trăm máu thấp nhất. Còn những cái pha solo 1-1 thì gần như là anh em cứ bật chiêu cuối chúng ta chiến thôi. Sau khi chúng ta kích hoạt chiêu cuối xong thì anh em kích hoạt chiêu 2 nha. Hạ đất phát chúng ta kích hoạt chiêu 2 luôn để trói chân tướng địch. Sau khi trói xong anh em sẽ đánh thường khoảng 3 lần. Kích hoạt chiêu 1 hất tung tướng địch gây sát thương. Và anh em cũng căn một tí cái thời gian chiêu 2, nếu mà chiêu 2 gần hết ý, thì anh em cũng dùng một lần nữa chiêu 2 lao lên để trói chân tướng địch. Có nghĩa là trong một pha combo của anh em, nếu anh em sử dụng chính xác thì lên có thể trói chân tối đa lên tới khoảng 3-4 giây, rất là mạnh. Và cũng để trói được nhiều thì mình nghĩ là anh em cũng nên hồi chiêu cho vị tướng Ngơ lên nha. Trận này thì mình cũng sẽ lên cái thứ nhất là khiên huyền thoại và thứ hai là huấn chương choi, đối tối ưu hóa cái khả năng hồi chiêu cho vị tướng Ngơ lên. Anh em nào mà thích hồi chiêu nhiều hơn thì chúng ta có thể cân nhắc thay luôn cái giày, nó lên thẳng cái giày thuật sĩ thì hồi chiêu nó cũng rất là khỏe. Nó nói chung là có càng nhiều chiêu thì chiêu 2 của anh em nó sẽ hồi càng nhanh, reset càng sớm. Bây giờ thì mình cũng đã hoàn thành 3 slot thanh kiếm vuốt hung tàn và song đao bọ táp. Đó, tỷ lệ chí mạng của mình bây giờ là 97% rồi nha anh em ơi. Rất là nhiều. Kể ra là chúng ta lên thêm mấy găng tay nữa thì hơi thừa, thế nên thôi mình quyết định là không lên. Nên thế này là khỏe rồi và đủ gánh team rồi. Và bây giờ bắt vào vị trí của Hayate và Hayate trận này là có thanh tẩy. Rồi coi như là chúng ta đã dụ được một lần thanh tẩy của vị tướng Hayate. Và Ryoma còn chấm máu thế này, chúng ta vào thổi nhẹ là cũng gãy thôi. Và có cả vị tướng Alice nha. Phát này thì mình nghĩ là chúng ta bắt được đấy, nhưng cũng sẽ hơi khó khăn. Bởi vì Alice trận này thì cũng là một Alice full phép. Sau bao quãng thời gian xa cách thì bây giờ chúng ta đã có cơ hội solo với thanh niên Ryoma rồi. Mặc dù là hai chất tướng đường top nhưng bây giờ chúng ta có một cái pha hội ngộ khu vực đường rồng. Gần như là những cái pha combo như vừa rồi thì anh em đã thấy cái sức mạnh của vị tướng Ngơ lên ở giai đoạn cuối trận. Chiêu cuối, chiêu 2, đánh thường rồi chiêu 1 rồi lại chiêu 2. Gần như bay màu trong nháy mắt thôi. Thế nên cái cách khắc chế Ngơ lên ở đây thì nó cũng rất là đơn giản. Nếu mà giao tranh tổng anh em sợ Ngơ lên thì mình nghĩ chúng ta đi chung. Nó thì đi chung có thể khắc vị tướng Ngơ lên rất là dễ dàng, tránh hạn chế những cái pha solo đơn lẻ. Bởi vì đơn lẻ thì Ngơ lên sẽ trở thành con quái vật.
Đó, và thêm một mạng nữa đến từ vị tướng Natalia, nâng cây đây của chúng ta lên thành 864. Mặc dù trận này là feed hơi nhiều, nhưng mà gần như là chúng ta có feed, nhưng mà feed mạng nào là cũng ăn được mạng mạng đấy. Có nghĩa là chủ yếu một cái phong cách đánh đổi mạng mà thôi, chứ cũng không quá là thiệt cho team của chúng ta. Và chắc là bây giờ chúng ta cũng win được rồi. Và clip của mình về vị tướng Ngơ lên trong mùa giải S1 2023 thì đây cũng là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu ngày nào thì anh em hãy để lại mình một like đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình tiếp tục ra cho khác hơn nha. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye!